Người thấm nhuần giáo pháp, sống hạnh phúc với tâm an lạc. Người trí tuệ luôn luôn hoan hỷ, thỏa thích trong giáo pháp mà các bậc thánh nhân đã khám phá. Kinh Pháp Cú. Chương 5. Cung thỉnh Đức Phật truyền bá giáo pháp. Giáo pháp là thầy. Sau ngày thành đạo, lúc còn ngự tại gốc cây Ajapala trên bờ sông Niranjana, tức Ni Liên Thiền, Đức Phật ngồi hành thiền và ý nghĩ sau đây phát sanh đến Ngài. Quả thật là đau khổ và không có ai để lễ bái và tỏ lòng tôn kính. Hay là ta hãy tìm đến một vị sa môn hay bà la môn nào để sùng bái. Rồi Ngài suy niệm, ta phải tìm đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn để tôn kính và lễ bái, hầu nâng cao giới đức đến mức toàn thiện chăng. Nhưng trên thế gian này không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, ma dương hay phạm thiên, hay giữa những chúng sanh như sa môn, bà la môn, trời và người, có giới đức cao thượng hơn ta để thân cận, tôn kính và sùng bái. Ta phải tìm đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn nào để tôn kính và lễ bái, hầu nâng cao trạng thái định tâm đến chỗ toàn thiện chăng. Nhưng trên thế gian này không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, ma dương hay phạm thiên, hay giữa những chúng sanh như sa môn, bà la môn, trời và người, có giới đức cao thượng hơn ta để thân cận, tôn kính và sùng bái. Ta phải tìm đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn nào để tôn kính và lễ bái, hầu nâng cao trí tuệ đến mức toàn thiện chăng. Nhưng trên thế gian này không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, ma dương hay phạm thiên, hay giữa những chúng sanh như sa môn, bà la môn, trời và người, có trí tuệ cao thượng hơn ta để thân cận, tôn kính và sùng bái. Ta phải tìm đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn nào để tôn kính và lễ bái, hầu đem sự giải thoát đến mức toàn thiện chăng. Nhưng trên thế gian này không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, ba dương hay phạm thiên, hay giữa những chúng sanh như sa môn, bà la môn, trời và người, có sự giải thoát cao thượng hơn ta để thân cận, tôn kính và sùng bái. Rồi tư tưởng sau đây phát sanh đến Ngài. Hay là ta hãy tôn kính và sùng bái chính giáo pháp mà ta đã chứng ngộ. Lúc ấy vì phạm thiên Sahampati hiểu được ý Phật, nên từ cảnh giới phạm thiên dễ dàng như một người khỏe mạnh duỗi cánh tay thẳng ra hay có tay vào, xuất hiện trước mặt Đức Phật và đắp y ngoại lên vai mặt, để trống vai trái, quỳ xuống chắp tay đảnh lễ Đức Phật và bạch: quả thật vậy, bạch Đức Thế Tôn, quả như vậy, bạch Đức Như Lai, bạch Ngài, những bậc ứng cúng, những bậc chánh đẳng chánh giác trong quá khứ đều tôn kính và sùng bái chính giáo pháp này. Những bậc ứng cúng, những bậc chánh đẳng chánh giác trong tương lai sẽ tôn kính và sùng bái chính giáo pháp này. Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Ngài là bậc ứng cúng, bậc chánh đẳng chánh giác trong thời hiện đại cũng tôn kính và sùng bái giáo pháp ấy. Phạm Thiên Sahampati bạch với Đức Phật như vậy và thêm rằng: những bậc chánh biến tri trong quá khứ, vị lai và hiện tại, những vị đã giúp cho nhiều vị được thoát khổ, tất cả những vị ấy đã
sẻ và đang tôn kính giáo pháp cao thượng, đó là đặc tánh của chư Phật. Vậy, ai muốn tìm trạng thái an lành cho mình và mong chờ sự trưởng thành của mình, chắc chắn phải tôn kính giáo pháp cao quý và ghi nhớ nằm lòng bức thông điệp của chư Phật. Phạm Thiên Sahampati bạch như vậy và cung kính đảnh lễ Đức Phật, đi vòng quanh Ngài từ trái sang mặt và biến mất. Vì chư Tăng cũng có những đặc tánh vĩ đại cao thượng, nên cũng xứng đáng thọ lãnh sự tôn kính của Đức Phật. Cung thỉnh truyền bá giáo pháp. Ngài đi từ gốc cây Rajayatana đến gốc cây Asapala. Lúc ngồi trầm tư, những tư tưởng sau đây phát sanh: giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm sâu huyền diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắn lặng cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý tế nhị, chỉ còn bậc thiện trí mới thấu hiểu. Chúng sanh còn luyến ái trong nhục dục ngũ trần, lý nhân quả tương quan, tùy thuộc phát sanh, là một địa mục rất khó lãnh hội và viết bàn, trạng thái chấm dứt mọi hiện tượng phát sanh có điều kiện, từ bỏ mọi khát vọng, tiêu diệt mọi tham ái. Không luyến ái và chấm dứt cũng là một vấn đề không phải dễ lãnh hội. Nếu Như Lai truyền dạy giáo pháp ấy, kẻ khác ắt không thể hiểu được, thật là phí công vô ích, thật là phí công vô ích. Rồi những câu kỳ diệu sau đây, chưa từng được nghe trước kia, phát sanh đến Đức Phật. Như Lai đã khó khăn lắm mới chứng ngộ được giáo pháp, không cần phải phổ biến giáo pháp ngay lúc này. Người còn mang nặng tham ái và sân hận, không dễ gì thấu triệt. Người tham ái chìm đắm trong đêm tối, không thấy được giáo pháp, vì lòng tham ái bao phủ như đám mây mờ đen nghịt. Vì giáo pháp đi ngược dòng với tham ái, giáo pháp sâu kín, thâm diệu, có nhận thức và sức tế nhị. Nghĩ như vậy, Đức Phật chưa quyết định truyền bá giáo pháp. Lúc ấy, vị Phạm Thiên Sahampati sợ Ngài không truyền bá giáo pháp, và vì không được nghe pháp, thế gian phải diệt vong, nên đến cung thỉnh Đức Phật như sau: bạch hóa Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn truyền dạy giáo pháp, cầu xin đấng trọn lành truyền bá giáo pháp. Có những chúng sanh bị ít nhiều cát bụi vướng trong mắt, nếu không nghe được giáo pháp sẽ phải trầm luân sa đọa, nhưng cũng có người sẽ chứng ngộ chân lý. Sau đó vị Phạm Thiên lưu ý Đức Phật: thuở xưa tại Magadha, tức Ma Kiệt Đà, có phát nguyên một giáo pháp không tinh thuần, do người trần tục suy tìm ra, cầu xin Đức Thế Tôn hoan hỷ rộng mở cửa vô sanh bất diệt. Xin Đức Thế Tôn cho phép mọi người được nghe giáo pháp mà bậc Vô Nhiễm, đấng tuyệt đối thanh tịnh đã chứng ngộ, cũng như người đứng trên ngọn núi đá cao nhìn xuống, thấy rõ ràng từng người ở vòng quanh phía dưới, bậc toàn giác, bậc thiện trí, đứng trên đỉnh tối cao của lâu đài pháp bảo huy hoàng. Kính xin đấng toàn tri, hãy nhìn xuống chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ và triền miên, lăn trôi trong dòng sanh tử luân hồi. Xin cung thỉnh Ngài là bậc anh hùng, là người chiến thắng, là đấng vô thiện điều ngự trượng phu, người đã tháo gỡ mọi trói buộc. Xin Ngài hoan hỷ đứng lên và châu du khắp thế gian. Xin Đức Thế Tôn truyền bá giáo pháp, sẽ có người lãnh hội được. Đức Phật trả lời: này hỡi Phạm Thiên, Như Lai thầm nghĩ, người còn vấn vương trong tham ái và sân hận, không dễ gì lãnh hội được giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ. Người tham ái chìm đắm trong đêm tối, bị đám mây mù tham ái bao phủ, sẽ không thấy được giáo pháp,
bởi giáo pháp đi ngược dòng với tham ái. Giáo pháp sâu kín, thâm diệu, có nhận thức và tế nhị. Vì suy gẫm như thế, Như Lai chưa quyết định truyền bá giáo pháp. Vì Phạm Thiên cung thỉnh Đức Phật lần thứ nhì, Đức Phật trả lời như trước. Khi vị Phạm Thiên cung thỉnh lần thứ ba, Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn quan sát thế gian. Ngài nhận thấy rằng chúng sanh, kẻ ít người nhiều, đều có bụi trong mắt, người thông minh sáng suốt, kẻ ngu muội tối tăm, bẩm tánh của người này tốt, người kia xấu, có chúng sanh dễ dạy, cũng có chúng sanh khó dạy, và một số ít khác với lòng biết lo sợ, nhận thấy mối hiểm họa của một kiếp sống tương lai. Cũng như trong đầm sen, sen xanh, đỏ, trắng, lẫn lộn, có những cây mọc từ trong nước, trưởng thành trong nước, sống trong lòng nước, và sởn sơ tươi tắn trong nước. Có những cây xanh trong nước, trưởng thành trong nước, và ló dạng trên mặt nước. Có những cây khác xanh trong nước, trưởng thành trong nước, và vượt lên khỏi mặt nước, không vướng chút bùn nhơ. Đức Phật tuyên bố, cửa vô sanh bất diệt đã rộng mở cho chúng sanh. Hãy để cho ai có tai muốn nghe đặt trọn niềm tin tưởng. Vì biết có sự mệt mỏi giả dười trong thế gian, nên trước khi Như Lai phân vân chưa quyết định truyền dạy giáo pháp vinh quang và hoàn hảo. Phạm Thiên Sahampati lấy làm hoan hỷ vui mừng rằng đã được cơ hội thỉnh cầu Đức Thế Tôn hoằng dương giáo pháp, tôn kính đảnh lễ ngài, rồi đi một vòng quanh từ trái sang phải chỗ Đức Phật ngồi, rồi bái từ lui gót. Hai thiện tính đầu tiên. Sau 49 ngày không ăn uống, lúc Đức Phật ngồi dưới cội cây Rajayatana, có hai thương gia tên Tapasu và Palika từ Ukala trên đường về quê nhà đi ngang qua chỗ Đức Phật ngự. Khi đến gần nơi ấy, hai vị lái buôn được một vị trời vốn là bà con họ hàng trong một tiền kiếp mách bảo như thế này: Này hai ông, Đức Thế Tôn vừa chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác, đang ngự dưới cội Rajayatana phía trước kia. Hai ông hãy nhanh chân đến đó dâng lên ngài bột khô và mật. Phước báo này sẽ đem lại cho hai ông an vui và hạnh phúc lâu dài. Hai vị thương gia vui mừng tiếp nhận lấy cơ hội vàng ngọc, sửa soạn bột và mật ong xong, đến gần Đức Phật cung kính đảnh lễ và thỉnh cầu ngài chấp nhận hai lễ vật khiêm tốn ấy để hai người được an vui. Đức Phật nghĩ: Các đấng Như Lai không khi nào đưa tay thọ nhận vật thực, không có bát, làm thế nào Như Lai có thể nhận lãnh hai lễ vật này? Lúc ấy, bốn vị đại thiên vương đoán biết ý nghĩ của Đức Phật, từ bốn phương vội vã đem đến dâng lên mỗi vị một cái bát bằng đá và bạch rằng: Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin ngài hoan hỷ chấp nhận bốn cái bát này và thọ thực trong ấy. Đức Phật ân cần dùng bát thọ lãnh món vật thực đạm bạc được dâng đúng lúc ấy, sau thời gian nhịn ăn lâu ngày. Sau khi Đức Phật độ thực xong, hai thương gia quỳ xuống dưới chân ngài và bạch rằng: Bạch hóa Đức Thế Tôn, chúng con xin quy y Phật, quy y pháp, xin ngài thâu nhận chúng con làm thiện tín kể từ nay đến ngày cuối cùng của đời chúng con. Đó là hai thiện tín đầu tiên quy y nhị bảo. Trên đường đến Banaras, khi chấp nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên Sahampati, tư tưởng đầu tiên của Đức Phật trước khi bước lên con đường truyền giáo vĩ đại là: Ai là người đầu tiên sẽ thọ hưởng giáo pháp? Ai là người sẽ lãnh hội mau chóng giáo pháp?
có Alara, Kalama là người có học thức, thông minh, là bậc thiện trí mà đã lâu rồi không còn bao nhiêu bụi cát trong mắt. Hay là Như Lai sẽ giảng giáo pháp cho vị đạo sĩ này trước nhất. Đạo sĩ này sẽ lãnh hội mau lẹ giáo pháp. Một vị trời hiện ra trước Đức Phật, đảnh lễ ngài và bạch rằng: Bạch hóa Đức Thế Tôn, đạo sĩ Alara Kalama đã từ trần một tuần nay. Đức Phật dùng tuệ nhãn xác nhận điều này. Ngài nghĩ đến Udaka Ramabutta. Vị trời lại xuất hiện và bạch rằng đạo sĩ Udaka Ramabutta cũng đã viên tịch đêm hôm trước. Một lần nữa, Đức Phật dùng tuệ nhãn xác nhận. Sau cùng, Đức Phật nghĩ đến năm vị đạo sĩ tinh tấn đã phục vụ ngài trong lúc tranh đấu để tìm chân lý. Với nhãn quan siêu phàm, ngài nhận thấy năm vị này đang ở giường lọc giả tại Isipatana, xứ Benares. Ngài lưu lại Uruvela, chờ lúc thấy thuận lợi sẽ lên đường sang Benares. Trên đoạn đường đi từ Gaya đến cội Bồ Đề đã che mưa đỡ nắng cho ngài trong những ngày sau cùng. Trước khi thành đạt đạo quả vô thượng, một đạo sĩ tên là Ubaka gặp Đức Phật liền hỏi: Này hỡi đạo hữu, ngũ quan của đạo hữu thật là vô cùng sáng tỏ, nước da của đạo hữu thật là trong trẻo và tươi tắn. Này hỡi đạo hữu, vì sao đạo hữu từ bỏ đời sống gia đình? Thầy của đạo hữu là ai? Đạo hữu truyền bá giáo lý của ai? Đức Phật trả lời: Như Lai đã vượt qua tất cả, Như Lai đã thông suốt tất cả, Như Lai đã buông xả, gỡ bỏ mọi trói buộc, đã thoát ly tất cả. Như Lai đã chăm chú cố gắng tập trung tâm lực, diệt trừ tham dục tận gốc rễ, đạo quả A-la-hán, đã thấu triệt tất cả. Như Lai còn gọi ai là thầy? Không ai là thầy của Như Lai, không ai đứng ngang hàng với Như Lai. Trên thế gian này, kể cả chư thiên và chư phạm thiên, không ai có thể so sánh với Như Lai. Quả thật, Như Lai là một vị A-la-hán trên thế gian này. Như Lai là tôn sư vô thượng, chỉ một mình Như Lai là bậc toàn giác, vắng lặng và thanh tịnh. Như Lai đang đi đến thành Kashi để vận chuyển bánh xe pháp bảo giữa thế gian mù quáng. Như Lai sẽ giống lên hồi trống vô sanh bất diệt. Ukaba hỏi rằng: Này đạo hữu, vậy phải chăng đạo hữu đã tự nhận là A-la-hán, bậc siêu hùng, quyền lực vô biên? Đức Phật trả lời: Tất cả những bậc siêu hùng đã chinh phục mọi ô nhiễm của mình đều giống Như Lai. Như Lai đã chinh phục, tận diệt tất cả những gì bất thiện, xấu xa, tội lỗi. Vậy, này đạo hữu Sipaka, Như Lai là bậc siêu hùng. Nghe xong, đạo hữu Ubaka lễ phép nói: Có thể vậy được chăng đạo hữu? Và cúi đầu, quay lưng rẽ sang con đường nhỏ bên cạnh đi luôn. Đức Phật hoàn toàn thản nhiên, trở ngại đầu tiên trên đường hoằng pháp không làm cho ngài đãng chí. Ngài tiếp tục lần bước từ nơi này đến nơi khác, và một ngày kia đến giường lộc giả xứ Benares. Gặp lại năm đạo sĩ. Thấy Đức Phật từ xa đến, năm vị đạo sĩ anh em Kiều Trần Như bàn thảo với nhau, quyết định không đảnh lễ ngài với lòng tôn kính như xưa. Các vị ấy hiểu lầm thái độ của Bồ Tát khi trong cuộc chiến đấu để thành đạt đạo quả, ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh quá khắt khe và chứng tỏ là tuyệt đối vô ích. Này các đạo hữu, đạo sĩ Cồ Đàm đang đi đến ta. Đạo sĩ ấy xa hoa, không bền chí cố gắng, và đã trở lại với đời sống lợi dưỡng. Đạo sĩ ấy không đáng cho ta niềm nở tiếp đón và cung kính phục vụ. Ta khác nên rước bát và y, nhưng dầu sao cũng nên dọn một chỗ ngồi để sẵn. Nếu vị đạo sĩ ấy muốn ngồi thì cứ ngồi. Tuy nhiên, khi Đức Phật bước lần đến, vẻ oai nghi cốt cách của ngài tự nhiên cảm hóa năm đạo sĩ, và không ai bảo ai,
Người đến rước y và bác, người dọn chỗ ngồi, người đi lấy nước cho ngài rửa chân. Mặc dù vậy, năm vị đạo sĩ vẫn gọi ngài là đạo hữu, một hình thức xưng hô thường dùng giữa những người ngang hàng nhau, hoặc để người bề trên xưng hô với kẻ dưới. Đức Phật mở lời khuyên dạy: Này các đạo sĩ, không nên gọi Như Lai bằng tên hay bằng từ đạo hữu. Như Lai là Đức Thế Tôn, là đấng toàn giác. Nghe đây các đạo sĩ, Như Lai đã thành đạt trạng thái vô sanh bất diệt và sẽ giảng dạy giáo pháp. Nếu hành đúng theo giáo huấn của Như Lai, các thầy cũng sẽ sớm chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác và sống cuộc sống thánh thiện cùng tột ngay trong kiếp này. Nhằm mục tiêu cao thượng này, nhiều người con trong các gia tộc quý phái sẽ rời bỏ tài sản, sự nghiệp và cuộc sống tại gia để trở thành người không tiền của, không nhà cửa. Năm vị đạo sĩ liền trả lời: Này đạo sĩ Gotama, trước kia với bao nhiêu cố gắng để nghiêm trì giới luật mà đạo hữu không thành đạt trí tuệ nào siêu phàm, cũng không chứng ngộ được gì xứng đáng với chư Phật. Giờ đây sống xa hoa và từ bỏ mọi cố gắng, đạo hữu đã trở lại đời sống lợi dưỡng, thì làm sao mà có thể đạt được trí tuệ siêu phàm và chứng ngộ đạo quả ngang hàng với chư Phật? Đức Phật giải thích thêm: Này các đạo sĩ, Như Lai không hề xa hoa, không hề ngừng cố gắng và không quay trở lại đời sống lợi dưỡng. Như Lai là Đức Thế Tôn, là đấng toàn giác. Nghe đây các đạo sĩ, Như Lai đã thành đạt trạng thái vô sanh bất diệt và sẽ giảng dạy giáo pháp. Nếu hành đúng theo giáo huấn của Như Lai, các thầy cũng sẽ sớm chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác và sống cuộc đời thánh thiện cùng tột ngay trong kiếp sống này. Nhằm mục tiêu cao thượng này, nhiều người con trong các gia tộc quý phái sẽ rời bỏ tài sản, sự nghiệp và cuộc sống tại gia để trở thành người không tiền của, không nhà cửa. Lần thứ nhì, năm đạo sĩ vẫn giữ nguyên thành kiến và tỏ ý thất vọng. Đến lần thứ ba, sau khi Đức Phật lặp lại lời xác nhận, năm đạo sĩ vẫn giữ vững lập trường, tỏ ý hoài nghi. Đức Phật hỏi lại: Này các đạo sĩ, các thầy có biết một lần nào trước đây Như Lai đã nói với các thầy như thế này không? Quả thật không. Đức Phật lặp lại lần thứ ba rằng ngài đã là đấng toàn giác, và chính năm đạo sĩ cũng có thể chứng ngộ nếu hành đúng giáo huấn. Đó là những lời nói chân thật do chính Đức Phật thốt ra. Năm vị đạo sĩ là bậc thiện trí, mặc dù đã có thành kiến không tốt, khi nghe vậy nhận định chắc chắn rằng Đức Phật đã thành tựu đạo quả vô thượng và có đầy đủ khả năng để hướng dẫn mình. Năm thầy bấy giờ tin lời Đức Phật và ngồi xuống yên lặng lắng nghe giáo pháp cao quý. Trong khi Đức Phật thuyết pháp cho ba vị thì hai vị kia đi trì bình, rồi tất cả sáu vị, năm vị đạo sĩ và Đức Phật cùng độ thực với những gì mà hai vị kia đem về. Qua hôm sau, trong khi hai vị này nghe pháp thì ba vị kia đi trì bình. Tất cả năm vị đạo sĩ vốn còn là những người phải chịu sanh lão bệnh tử và ái dục, được Đức Phật khuyên nhắc và giảng dạy. Tất cả năm đều nhận thức thực tướng của đời sống và nỗ lực gia công nhằm thoát ra khỏi dòng đau khổ ấy để vượt đến chỗ không sanh, không lão, không bệnh, không tử, không phiền não, không ái dục, thanh bình an lạc cùng tột vô song, niết bàn châu toàn tuyệt đối, không còn sanh, lão, bệnh, tử, phiền não và ái dục. Trí tuệ phát sanh, năm vị thấu hiểu rằng sự giải thoát của các ngài rất là vững chắc, không thể lay chuyển, và đây là lần sanh cuối cùng, các ngài không còn bao giờ tái sanh nữa. Kinh Chuyển Pháp Luân đề cập đến Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng cho năm vị. Khi nghe xong, Đức Kiều Trần Như, niên trưởng trong năm vị, đắc quả Tu Đà Hoàn,
tầng thánh đầu tiên trong tứ thánh. Về sau, bốn vị kia cũng chứng đắc tầng thánh ấy. Đến khi nghe Đức Phật giảng kinh, kinh vô ngã tướng, đề cập đến pháp vô ngã, thì tất cả năm vị đều đắc quả A-la-hán. Năm đệ tử đầu tiên. Năm vị tỳ khưu minh mẫn vừa đắc quả A-la-hán cũng là năm vị đệ tử đầu tiên của Phật. Tên các vị ấy là Kodanya, Bajiya, Vapa, Mahanama và Asaji. Kiều Trần Như là vị trẻ tuổi nhất trong tám vị Bà La Môn trước kia được Đức Vua Tịnh Phạn thỉnh đến dự lễ quán đính của Thái tử sơ sinh. Bốn người khác là con của bốn trong bảy vị Bà La Môn lớn tuổi kia. Tất cả năm anh em đều cùng nhau vào rừng hành đạo. Khi hay tin Thái tử Sĩ Đạt Ta rời bỏ cung điện, cả năm cùng nhau đi tìm đạo sĩ Cồ Đàm để phục vụ. Nhưng đến khi Bồ Tát chấm dứt cuộc sống khổ hạnh ép sát vô ích và bắt đầu độ thực để bồi dưỡng lại sức khỏe đã hao mòn, thì cả năm vị ấy lấy làm thất vọng, bỏ ngài mà đi. Sau đó không bao lâu, Bồ Tát đắc quả Phật. Đức Kiều Trần Như là vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật đắc quả A-la-hán và cũng là vị tỳ khưu cao hạ nhất trong giáo hội tăng già. Chính ngài Asaji là người sẽ thâu phục và dẫn dắt Đức Xá Lợi Phất, vị đệ tử của Đức Phật mà về sau đứng đầu trong giáo hội.